还剩五秒。 Reserve time. Radiant team ban. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi phát sóng trực tiếp của 23 Creative. Mình là Tomia và bạn ơi, chúng ta sẽ đến với game đầu thứ 3 trong khuôn khổ trận chung kết Grand Final của Dota Cup Master giữa Newbie và team NP. Cuối cùng thì đã quay trở lại với team NP rồi, chứ không còn là gấu tình yêu nữa. Và tỷ số hiện tại đã là 1-1. Ở game đầu tiên thì Newbie có một trận đấu khá là dễ dàng. Tuy nhiên sang game thứ 2 thì NP họ cũng tìm lại được cái phong độ và có một cái sức sống mới trong game đầu. Trông thì cứ tưởng như là ban pick thì bên phía Newbie hay hơn ấy, nhưng mà về late game thì Mugi gần như là đánh ai cả, cứ bị cài có 3 liên tục thôi. Và game này thì Newbie họ phải 3 DIO của một Dream Collector rồi, nhưng lại để hở con Enchant của team NP ngay sau khi ban Ascend King của Bad Rider first pick cho mình, tức là Enchant Chase, không phải suy nghĩ nhiều. Five seconds remaining. Reserve time. Bây giờ thì Newbie họ sẽ làm thế nào để counter được con Enchantress của AoE hai cảnh đây, và Crystal Maiden là lựa chọn đầu tiên dành cho Newbie. Lại sẽ mời Ebola trắng. Five seconds remaining. Reserve time. Suy nghĩ khá lâu là pick thứ hai từ Newbie. Không hiểu là họ đang có suy tính gì đây. Juggernaut. Radiant team pick. Cuối cùng thì lại quay lại với cả một con Juggernaut dành cho Mugi rồi. Thực sự thì Newbie họ là một team mà tôi đánh giá rất là cao những người còn lại, nhưng mà không hiểu tại sao vẫn cứ giữ Mugi là cái gì, ngồi đánh tù dã man luôn. Và ngay lập tức để counter Juggernaut, chúng ta có một con LC của MSS. Nhiệm vụ đơn giản rõ ràng, vào combat cái đùa Juggernaut xong. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Move. Radiant team ban. Từ thứ 3 Newbie họ đã ban đi Bristleback. Mặc dù đối phương đã có một con LC offlane rồi, tuy nhiên vẫn ban đi BB. Đơn giản thì vì con hero này là một con hero mà sẽ chơi tất cả các vị trí, bất kể là mid hay là safe lane hay là off lane đều có thể đi được. Một hero mà có thể nói là quá là hoàn hảo ở mọi vị trí. Còn NP họ lựa chọn Ursa Warrior ở lượt ban tiếp theo. Ban đi Ursa. Một phần ở đó là bởi vì Ursa có thể counter được Enchant thôi, tôi nghĩ là như vậy. 10 seconds remaining. Radiant team ban. Còn Newbie lần này nó phải ban đi Ember Spirit rồi. Và tôi nghĩ là không phải là Ember của AE đâu, mà là Ember của Fata đấy. Ten
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Lượt thứ tư thì sao nhỉ? Liệu rằng cần 3 là một SF của SC nữa hay không? Hay là Quill of Pain? Thực sự tôi nghĩ rằng cái hero, cái đối tượng cần 3 nhiều nhất ở bên phía team newbie thì không phải là mấy con hero đâu, mà phải là mấy con offlaner ấy, phải là Kay Phoenix hoặc là KK cơ. Và như vậy là team NP họ đã 3 niềm hero của KK, đó là Night Stalker. Ten seconds remaining. Và lượt thứ 3 này thì newbie họ vẫn còn rất nhiều lựa chọn, nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn sẽ pick cho mình một con support thôi. Clockwork sẽ không phải một lựa chọn quá tồi khi mà có thể disable được LC, khi mà đang duo với Cork, với Hook, Enchant bị dính vào Cork rồi thì cũng sẽ không có nhiều lựa chọn để mà đánh nữa. Sẽ chỉ có thể đánh được thằng đứng ở trong Cork thôi, mà Enchant đứng ngay cạnh thì đấm đam không đứng, không đáng bao nhiêu cả. Còn chưa kể là với cái lượng máu khá ít ỏi, nếu như Enchant không mở được heal lên hoặc heal đang cooldown hoặc đứng trong Cork bị bắt rồi sao, chắc chắn là sẽ chết. Và chính xác rồi, đó sẽ là Clockwork dành cho newbie. Một lựa chọn khá hay ở vị trí support, khi mà sẽ có rất nhiều utility ở trong combat có thể sử dụng bởi một Clockwork support như thế này. Còn CM thì đã là thừa lượng dam rồi. Clockwork thì burst dam không được nhiều cho lắm, tuy nhiên cái độ khó chịu của combat nó cực kỳ cao. 5 seconds remaining. Reserve time. NV cũng đang suy nghĩ khá lâu ở lượt pick thứ 3. Enchant và LC rồi, chắc lượt 3 cũng pick thêm một con support nữa thôi. Hãy sẽ để co ở hai vị trí cuối cùng. Như vậy là Rubik sẽ là lựa chọn new dành bees, cho bài này đây. Ao hay cảnh chắc chắn sẽ Enchant rồi. Bây giờ thì tại sao không pick con SF nhỉ? Có Clockwork sẵn rồi mà. Có luôn là CM để hồi mana nữa, SF sẽ không bao giờ phải sợ cái việc hết mana cả. Remaining. Reserve time. Có vẻ là newbie cũng đang cân nhắc cái điều này. Tôi nghĩ là một con SF sẽ là không hề tệ trong game đầu này. Khi mà lượng down của Juggernaut để mà giết Enchant thì cũng đã đủ rồi. Nhưng mà không, phải lựa chọn của Magnus trước đã. Và như vậy sẽ là Magnus combo của mình Juggernaut rồi. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là Magnus của Kay Phoenix thôi, chứ không phải là Magnus của SC đâu. Tuy nhiên, đối phương có Rubik sẵn rồi. Đối phương có Rubik sẵn rồi mà vẫn rất tự tin pick của Magnus. Hãy cùng chờ xem liệu rằng team NP họ có thể khai thác được một chút xíu gọi là lơ là trong ban pick tới từ newbie như vậy hay không? Reserve time. Queen of pain. Newbies turn to ban. Như vậy là team NP họ lựa chọn cho mình Queen of Pain dành cho Fata ở vị trí đi mid rồi. Last pick sẽ có một hero của NV thôi. Và để xem nào. Với đội hình như thế này, 10 seconds remaining. Một con chó có lẽ là không đáng sợ với newbie. Một con TB thì sao? TB sẽ là một hero khá là khó chịu. Và như vậy là newbie họ quyết định ban Hero Ranger. Với cái việc mà có tới 3 hero tại giải sẵn rồi thì thêm một con draw nữa sẽ có lợi thế rất lớn cho team NP. Nhất là khi mà Queen of Pain đã là một hero vốn đã có tốc độ đánh tay rất nhanh rồi, mà lại còn thêm được cả aura cộng đam tới từ draw ranger nữa thì thành một hero có thể nói là vô địch quá. Tôi hy vọng đây là Queen of Pain của Fata chứ không phải Queen of Pain của EE. Thật sự như vậy.
Reserve time. Đội ban cuối cùng của MP chắc chắn sẽ là Hero Smith rồi. Và tôi nghĩ rằng vẫn nên ban thì còn SF, mặc dù là SF kết hợp Magnus không phải là quá tuyệt vời. Nhưng mà SF và Clockwork vẫn làm cái điều gì đó rất là kinh khủng. Và Queen of Pain cũng không thể nào đi được SF đâu nếu như mà có được lượng đam rất lớn từ đầu game tới Clockwork. Như vậy là họ quyết định ban đi Puck. Puck thì đồng ý là một hero có thể đi lên được với Queen. Có thể đi lên được và có thể đi được Queen. Thực sự là một hero cửa trên so với Queen of Pain. Và ban đi Puck à? Mirana. Let's pick Mirana. Ôi, Mirana in 2017 lui. Trông cái ông này ban pick xem. Còn ai là trên Mirana nữa không? Thế là bị ban mất role thì không biết pick ai cả. Muốn chơi một con hero tay dài carry thì là pick Mirana. Giát bản pick. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. Dragon Knight. Và last pick của Dewby đó là con Dragon Knight, chứ không hề là SF như chúng ta đã dự đoán. Thực ra thì DK cũng mạnh mà, nhưng mà Nimitz với cả Queen of Pain thì chắc là cũng thua thôi. Còn có Boop, Empower của Magnus thì DK cũng như là Zagno sẽ không bao giờ phải lo cái việc thiếu đam nữa cả. SC chỉ cần có cho mình công ty level 2 thôi, đọc anh Lan rồi. Chưa kể cho việc Magnus lại vui vui lên thành nghệ xanh nữa. Búp thêm cho Dragon Knight thành Lan, cho nó bắn AP một phát chúng nó hai người thôi thì chỉ bắn vào trong thì chết. Không được nhiều. Thực ra DK là một hero mà Nimitz với Queen thì khả năng cao là sẽ thua. Nhưng mà thua theo cái kiểu là không giết được Queen of Pain mà cũng không đi nó farm thôi. Nhưng mà con DK này thì farm sẽ không bao giờ là bị farm kiểu quá thọt cả. Vì nó có phun lửa để last hit cũng như là có cái lượng regen khá là lớn để có thể đi lên với cả một con Queen of Pain. Có cái lượng harass, có cái khả năng harass với Shadow Strike rất là khó chịu. Thật sự là MV anh ấy pick cho mình con Mirana ở vị trí hát carry luôn đấy. Prepare for battle. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cái đấu thứ 3 trong trận đấu bo 5 chung kết tổng của trận đấu Dota Cup Master giữa team NP và team Newbie. Không còn là gấu tình yêu nữa rồi và cũng không còn là những chú ong mới nữa. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cả những cái tên đích thực, đó là NP và Newbie. Mirana đi off lane. Như nào nhở? Mirana đi off lane. Ok, đồng ý. 30 seconds to battle. MSS đứng cạnh KK bị dính bắt đầu sao rồi, nhưng không ai lại để bê anh ấy lên ném lưng phía sau. Để xem nào, như vậy là Newbie họ có được 3 rune bounty rồi. Đang muốn đánh nhau nhưng mà không bớ được ai cả. KK không còn bắt đầu sao nữa. Còn đi dính bổ bên phía NP. Đuổi theo đánh cái chết à? Thật, thôi. Vẫn đuổi này.
Trông thấy buồn cười dã man luôn, có đúng một cái nhấc ấy mà. Bây giờ Mugi nó xoay làm nào. Như vậy là Mirana sẽ đi solo với Magnus top. Còn Newbie không có định đi một cái trial lên công rồi bó rồi. Mà MSS thì chắc là không farm được ở đây mấy đâu. Còn các support thì sẽ chuyển một dư thôi. Khi nào mà Aoi hai cành có được hai con đệ rồi bắt đầu giành nhau không thì thôi. Đây rồi, đã có một cái lốc được gọi ra và sẽ là một cái skill cực kỳ khó chịu khi mà SCC anh là một hero melee không bao giờ dám đứng cạnh cái lốc này đâu, và đồng nghĩa với cái việc là quên Lassit đi. Fata anh sẽ thoải mái Lassit và deny, mọi người vừa nói thoải mái thì là Lassit chưa mất một quả bánh gần một thông sao chỉ một con ở thời điểm phút thứ một thì cũng là chẳng vấn đề gì to cả. Ôi cho ông Aoi chuyển lốc đi đâu ấy, chắc là không khiển lâu được, thế cho nó chạy thẳng rồi. SC ở level 3 tôi nghĩ là thì sẽ phải lấy thêm một điểm nữa đó. Và Dragon Blood thì mới có thể may ra đi được lên này. Ui, Fata tốt tính dã man luôn, lại còn giúp đối phương last hit. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Fata anh ấy biết rằng nếu như mà để cho con AI có thể sống sót được thoải mái ở tầm khoảng 3-4 level đầu tiên thì đến level 5 thì gần như là không có cách nào để mà đi được nó nữa rồi. Cho nên Fata đang đánh một cái lối chơi rất aggressive, liên tục trích dao và harass rồi người có DK thôi. DK nó phải mang một bó to ra để cắm thôi. Khi đó thì AI 2 cành vẫn đang farm khá là tập trung, không hề có đi gank ở đâu cả. Lúc nãy thì có mang một cái lốc mid, sau đó bây giờ thì dùng lốc để farm luôn rồi. Một tình huống 45 tôi nghĩ là bấm nhầm. Kaka chuyển vào trường nhưng không có cock, chỉ có Battleria Sound và Rocket Flare thôi. Không kể cả là có cock thì không nghĩ là giết được con Enchant với ngần kia đệ đứng xung quanh đâu. Ông chưa kể là con Enchant này nó có tốc chạy rất là cao, 340 nhưng mà chưa có giày. Ông này thì có giày 360, đố người nó luôn. Ok Phoenix, có vẻ như là vừa có tình huống mà chưa dừng để tự vẫn khi mà không còn máu cũng chẳng có mana. Và chính xác như vậy rồi, anh chỉ có một cái kê mạch kêu thôi, phải đi lên cả Mirana và Rubik thì sẽ không phải là một lên dễ dành cho Magnus, đây là điều chắc chắn rồi. Tỷ số là không đều thứ ba. Một game đầu có vẻ như là còn hòa bình hơn cái game trước. Một Fata harass rồi, tôi hết sạch của mana rồi mà nó vẫn đầy máu. Mirana lên đồ cho một cười nhỉ. Lên cho mình móng tay, sau đó là lên Aquila. Dire's courier has been killed. Giết được Dire Courier rồi. Không hiểu tại sao một con gà của Newbie đứng ở giữa sông. Aoi hai cành em tức là dùng đệ chói một cái và đấm chết luôn. Sân gà không thể dễ dàng hơn. Tự dưng thấy con gà đứng cạnh người mình luôn. Mất nhiều máu nhỉ, chắc là bị thổi lửa của người không né nữa thôi. Còn chắc chắn là đi cây đi queen thì không bao giờ có có cơ hội nào để mà đấm QP này bằng kiếm cả. MSS đang có 18 last hit, trong khi đó đi QP với 32 cũng chỉ hơn đi cây có 5 last hit thôi, không phải là quá nhiều. Cũng giống với dự đoán tôi thôi, tức là con đi cây này nó đi mid với cả QP chắc là sẽ thua theo cái kiểu nó sẽ không thể cản QP farm được.
Tuy nhiên thì DK cũng là một hero gần như chưa bao giờ phải sợ cái việc là không farm được mid cả. Cái lượng regen nó quá là lớn và từ từ nó đi kiếm hết sạch mana rồi, nó bị dồn đam vào này. Có slow chưa? Không có slow rồi và cứ đấm như này. Uầy, thậm chí là ba đi block bằng cái xe vừa mới lấy luôn, thay vì slow đối phương anh gọi đệ để làm body block trông ao về cảnh đánh kia. Thế nhưng mà tí nữa thì bị đúng bị cái S mất máy mà không đủ đam. Suýt chút nữa là làm vào xong rồi để cho đúng bị cái S cái. Thì bot MSS dùng wow của nó ra có nhiều chạy ra lớn. Tuy nhiên tôi không nghĩ là anh ấy sống được và chính xác như vậy rồi. Phết có mạng của mình trói Frostbite. Ngay tức thì sẽ là đẩy trụ thôi ở trên top. Các thành viên của MP lấy xong trụ 1 của phương thôi. Và không biết sao lấy trụ nhanh đấy không. Tại vì newbie họ bấm nhầm Fortify, bây giờ thì không còn nữa. Bounty which my matriarch will prize. KK còn một cọng máu nhưng mà đang di chuyển làm gì? À, di chuyển ra đây để phá hút đối phương. Rồi, gọi cả Mugi ra để cho tiền luôn. Yêu carry đến thế là cùng, nhưng mà ông này không biết chơi nữa thì thôi. Fata có cho mình level 7 ở vô thứ 7 rồi. Có thể thấy là mặc dù chỉ với 10 deny thôi nhưng mà cái lượng level của Fata nó so với cây level cao hết. Thì y chang nhau luôn, gần như là chả gì khác biệt cả. Đơn giản là bây giờ ở mid có quá nhiều quái hơn cho nên mình không phải lên level nhanh hơn rồi. Mirana thì đang farm free trên top gần như là cháu ai cản trở cả và cũng chạy quay lên đây để đi cùng luôn. Cây Phoenix thì thoảng đi ra để đi vào của KK. Có Rocket Flare vào, nhìn thấy Envy nhưng em rất là mở ulti lên mà thế là sao? Không hề có Sentry hay Dust gì ở đây cả và Envy sẽ lùi ra cái hoàn toàn bình tĩnh thôi. Thậm chí là có lưu được tiêu bên liền top rồi và cây Phoenix có lẽ phải chết thôi. Thậm chí là còn di chuyển vào để không cho đối phương Skewer chạy ra xa. Đấm luôn thì không cần phải dùng ulti mà Fata rất là cẩn thận với cái ulti của mình. Quyền Pen là một hero mà của ulti cũng đau khá là lâu chứ không phải nhanh như Lina, cho nên là nếu như cảm thấy cần thiết có lẽ là đừng dùng gì cả. Kaka bị nhìn thấy và chắc chắn là chết thôi. Rất đơn giản, đấm cho phân nữa là xong rồi. Thậm chí có Blink lên, ăn được luôn cái ulti, không cho Kaka ăn, đánh cục dã man luôn đấy. SC hóa form mình làm gì này? Không vui à? Rồi sao đã lỡ hóa form rồi thì vào bấn trụ cái rồi đi ra vậy. Thì không thì cũng hơi phí. Là có phong rồng của SC chắc là sẽ lấy trụ thôi. Chúng ta có luôn là cọc máu của Mugi đang cắm giả phía sau rồi. Tuy nhiên NP có khá đông thành viên ở đây và tôi không nghĩ là họ sẽ để những cái trụ này vỡ, phá vỡ một cách đơn giản như vậy đâu. Dire's middle tower is under attack. Ao hiện cảnh bị trói lại rồi và KK có mở cọc lên Mugi. Ê có ulti, các tớ sử dụng ulti rồi sẽ là sáng chiếu và giết chết Ao hiện cảnh rồi. Thậm chí là Fate được bắn được một phát vào người của Baby Roshan. Tuy nhiên Fate có lượng đào rất là khiêm tốn, không thể nào mà chết nổi. Bắn chắc phải 4 phát thì mới chết KR mất. Lê trụ 1 của đối phương giết hết được một support farm chính nữa. Gọi là support farm chính thì nghe chắc là cũng hơi sai. Support thứ 4 thì hợp lý hơn. Viên của newbie họ di chuyển theo rừng để farm thôi. Và Fata ở mid trích dao người của SC để harass và đang cố gắng lấy cái trụ này. Tôi không nghĩ SC có thể dài được mà đi và di chuyển vào kia ăn cái đầu rồi chết luôn chứ không phải đùa. I'll take that as tribute. Ở cái phiên bản này thì bây giờ gần như là PvP thì không còn một ai để còn thích lên một cái gậy xanh nữa rồi. Sẽ là lên Power Treat, lên Outkick rồi sau đó sẽ lên những item khác như Shiva hay là Blackthorn thôi. Chứ gần như là không bao giờ lên gậy xanh nữa. Tại vì cái việc mà giảm một chút xíu cooldown của ulti thì không quá quan trọng với PvP bây giờ rồi. Tại vì là PvP bây giờ thông thường về late game sẽ build từ đứa làm tay. Cái gậy xanh sẽ là một cái tầm mà không tăng như PvP được mấy năm tay. Tăng cái gậy xanh nó bao nhiêu nhỉ?
tăng được 10 agility, 10 intel và 10 strength. Lượng máu không quá nhiều, lượng sát không phải là quá nhiều, cái lượng đam thì cũng chả đáng là bao nhiêu cả. Và nếu như chỉ lên một cái item để giảm cooldown cho ulti và với cả một con hero mà thật sự là có cái khả năng đưa trong tay rất là lớn như được pen thì chả tội gì phải lên gậy xanh đấy cả. Arrow không chính xác tới từ AOE, à xin các bạn tới từ NV. Chó NV lại rồi nhưng em vẫn còn Leaf và cây Phoenix bị bắn đau quá, không dám lao đến nữa. Tất nhiên Arrow chắc là chưa thôi, mà NV mà không có ai săn trước cho thì Arrow cũng quá được. Cũng bị chó thêm lần nữa rồi, và tí nữa thì chết luôn. May mà Pound, may mà Leaf về né được một cái shockwave của cây Phoenix đấy là tình huống mà Infuse drop đã cooldown. Nếu như bị dính và không kịp mở một cái stick lên chắc là chết thật rồi. Nhưng mà cũng không sao vì là NV thì có một cái trạm y tế ngay bên cạnh, đó là AOE 2000 và cũng hồi lại được khá khá máu cho NV rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa đầy lắm, chắc là cũng không ở lại để đánh nhau gì cả. Trời cố bị chết trông rất là quê. Vẫn đang muốn ăn trụ 2 nhưng mà SC cùng cả những người của mình đã chuyển hết lên đây rồi. Tôi cũng nghĩ là NP họ nên đứng lại ở đây nữa. Cũng may mà KK chưa hề ulti, vừa lên level đã có rồi. Hookshot làm sao được bạn ơi, AOE 2000 cơ mà. Chắc chắn là sẽ micro cái xe ra để cả ngày. Quên cái chuyện hook tới đi bạn nhá. KK anh vừa lên level 6 phát lấy ngay cho mình hookshot xong rồi hook thẳng vào cái xe. Nó khá là đáng tiếc, mà thôi không sao. Anh chịu vậy, anh hay thế mới làm nào được. MSS giết được 1000 rồi, boss với sự hỗ trợ của Fata rồi. Và đó là 10 đam đầu tiên từ những MSS. Có tình huống khá đơn giản, duo vào sau đó là Fata sẽ né ulti và follow up với cả cái bộ combo của mình thôi. Thực tế thì Zangnot không phải hero có đủ được lực máu để sống sót qua được combo như vậy của Quill of Pain cũng như là Legion Commander. Như vậy là 13 phút trôi qua, Fata vẫn đang có lượng net worth khá là kinh khủng, 6.000, hơn người thứ hai tới 1.000 tiền, mà đây mới chỉ là phút thứ 13 thôi. Trên đây với net worth hiện tại đang là 3.700, nhưng mà Pain Farm rất là chuyện bài luôn. Và quan trọng là gì, AOE 2 cảnh đang có tới 3.800 net worth, thậm chí là hơn cả con đọc lên của đối phương. Fata thì TP mà ngay tức là bị cancel rồi. Ok, Phoenix này cancel TP đối phương sao cũng TP về luôn. Đánh khó chịu dã man luôn. SC liên tục phá form lên để có thể đẩy trụ. Một mình đâm nhà luôn. Arrow thôi bỏ đi. Thì nghĩ là NV thì chắc là cũng không cần phải lên quá nhiều điểm Arrow gì, lên một điểm thôi. Bắn có được trúng đâu nên nhiều cho nó phí điểm. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Lần này thì nhìn thấy AOE rồi, không hề có ai để cản hung shot được. Và AOE 2 cảnh thì chắc là chết thôi. SC cũng được ăn mạng nào bạn ơi, chính xác rồi. Rất là chuẩn bài. Một tình huống mà đứng trốn chui trốn đuổi trong cây, tuy nhiên sẽ bị một con Cockwake đi cái lửa vào. Arrow trúng không? Vâng, lại là không trúng ai rồi. Cùng với lúc đó thì MSS cùng với sự hỗ trợ quá xa lại vừa đưa lên mạng của Hero Solo rồi boss rồi. Và đó là ai? Và đó là cây Phoenix Mugen ném thẳng Omnitrax đầu Paradise luôn, không nói nhiều. Và ta đang hướng tới cho mình một chiếc Orchid và thực tế nó sắp có rồi, còn thiếu rất là ít tiền thôi. Tầm khoảng 5-600 tiền nữa là có rồi. Sẽ làm có kit ở phút thứ 17, xin lỗi, ở phút thứ 16 dành cho QP của Fata. Phàm tuyển dã man rồi đấy.
Magnus đang cố gắng lên cho mình một chiếc linh đã cơ. Tiền hiện tại của anh thì khá là khiêm tốn, 500 tiền, 600 tiền gì đó thôi. Có nhanh chắc phải 18-19 phút này là mới có. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Wow, SC đã có mình phong dòng 2 rồi. À, cuối cùng thì AOE, sự các bạn cuối cùng thì Diana cũng đã arrow chính xác một người nào đó. Thậm chí có thể deny luôn, lượng đam cũng là khá lớn đấy, nhưng mà đối phương có nhiều hero để quá và deny không thành công rồi. Vẫn còn phòng rồng 88 tận dụng luôn và fire die die. Ôi trời ơi, sẽ phải đưa đây bạn ơi. Trước được phòng rồng còn hóa lên thì chết nữa nhưng mà cũng chẳng làm gì cả. Vẫn còn chết thôi, SC ấy vẫn có tầm khoảng 20 giây phòng rồng nữa. Mà phần tư thời gian thôi, còn bao nhiêu giây cũng chính xác, không biết chính xác lắm. Sẽ là đẩy luôn chú 2 mid rồi. Mở fortify lên và như vậy là đủ để đẩy lùi các thành viên của newbie đi về. Dire's bottom tower is under attack. Enchantress của AoE hai cành lên như mình một cái cheat và một cái trống. Lượng attack speed tốc chạy là rất lớn với cả hai cân item này. Tuy nhiên Fate đang di chuyển vào cũng nhìn thấy được AoE rồi. Bỏ qua luôn cái đánh. Có Vata lên và Vata có kit Fate chết rồi. Mở cả Moonlight Show lên tiếp tục cuộc theo. Nhìn thấy được SCCC. Ui, leap lên luôn, ăn nhầm cái stun chứ kiểm tra skill nào cả, thế là thôi. Nào, sờ lâu này, đua vào rồi, Zona vào, liệu có giết SC hay không? Thì mà có cơ máu phía sau, ulti lên nhưng vẫn chưa đủ đam giết SC, cũng giết SC rồi. Và MSN đừng có mạnh nhưng không hề có damage, khá là đáng tiếc dành cho offlaner của NP. Hiện tại mới chỉ có cho mình 20 damage thôi. Một cái huống mà theo tôi tính toán thì có lẽ là có thể từ từ đua được mà. Không thì phải quá vội như thế, đấm thêm mấy cái nữa, đã bị slow sẵn rồi, làm sao mà chạy được. Dire's top tower is under attack. Vẫn tiếp tục là những tình huống arrow rất là quen thuộc từ NV. Mana không còn nữa nhưng mà anh vẫn mưa lại đây để sử dụng bàn tay mạnh mẽ của mình để lát xin chịu chắc. Không, bao clip lên ở đấy tóc này cũng phải ăn một con Vita vào đầu. Có được hai người,